Em xin kính chào quý vị anh chị cô bác đến với kênh YouTube bán vé số của em nha anh chị. Hôm nay thì vé số của em không nhiều đâu, để coi hơn một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, năm cặp. Năm cặp thì khoảng 10 số chứ không nhiều nha anh chị. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, hôm nay số em rất là ít nha anh chị. Chỉ được 70 tờ. Đó, thì thứ hai thứ ba thứ tư là ít số lắm rồi, sẵn em đưa luôn cho anh chị xem này, anh chị mình xem mà mình thích là mình điện Zalo các bạn với em rồi mình mua số nha anh chị, và anh chị ở khu vực em mình lên mình mua nha. Đó, em ở đồng hai thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh chị. Em có chia sẻ lên Facebook luôn 099211 đó, Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2023, 037739 005467. Đó, cái đài Đà Nẵng cũng dạy thôi, thứ tư ngày 15 tháng 3 đó, 077454. Đài Đà Nẵng thì ở quê em thì gọi là nó ta đưa ít thôi, thì đài phụ coi như cuốn số đề đài phụ này ta đưa ít nha anh chị, 20 tờ nhưng mà bón cái đó chậm. 093202 từ gì chậm thì do người ta cuốn số đề người ta thấy số ta mua, còn ở đài Đà Nẵng thì ở Đà Nẵng nó sẽ đài chính 042094 050676 rồi 086385 243053 16 016020. Có số 0 là 02 và 20 nha anh chị. Đó đó là số tài khoản của em này, ngân hàng IDBank 451220527322 26 Viên Ngọc Tài, Zalo 0968634712. Đó thì anh chị mua thì có gì các bạn Zalo với em sẽ các bạn hết tất cả mọi người nha. Em có một cái kênh ở đây nữa là cũng bán, hôm trước em làm nhà đất Quảng Ngãi nha anh chị. Đó. Nhà đất bây giờ thì nó cũng đang đứng ban cho nên là em cũng công việc của em nhiều, làm lung tung hết, làm không nhiều tiền nhưng mà rất là làm nhiều, rất là nhiều nghề. Đó, em bên ngoài em cắt khóa, em sửa xe, em hòn điện, hòn gió, em làm bón đủ thứ nha anh chị. Đó, cho nên là đây thì bón vé số kiếm gỗ online cũng là kênh của em, em đưa hai kênh qua lại cho nhiều khi video nó qua lại nên hơi ít nha anh chị, tham khảo nha. Thì chị em cũng đưa cái video là cách cò vé số là trúng liền nha anh chị. Có gì anh chị vào hai kênh ủng hộ em nha anh chị. Thì ở đây có xe sơ cồ này, bây giờ em cồ thử nha anh chị, cồ thử may mắn thử đây, cồ thử may mắn có gì trúng không vậy anh chị. Cái giấy cồ này hai bên nó giống nhau thôi, em cồ anh chị, em bây giờ em cồ thử nha anh chị. Hồi chiều em cồ thì em chốc xuống anh em cồ thử tấu thử may mắn nha anh chị, bung lam sáu bung lam em kiểm tra thử nha anh chị, trúng số nào không nha anh chị. Rồi 6 4 5 0 4 2 4 4 5 4 5. Ồ 4 5 nè anh chị, có 4 5 số 6 nè, 6 4 5 này nè, 60. Wow, chạy qua chạy qua. Ồ số 0 nó nằm ở đây rất là ngon rồi, là em có 1 triệu bọt rồi. 645 số 0 nó nằm ngay chỗ số 2 đây nữa là em có triệu bọt rồi nha anh chị. 1 2 3 4 5 số này nè, số 4 645 nè anh chị, thấy không, số 0 mà nó đổ lên số 0 rồi, số ngay đây số 2 nó ngược lại em có 1 triệu bọt nè anh chị. Vậy là vậy nha, vậy là vậy nhì, vậy nhì xém em xém trúng 1 triệu bọt đó nha anh chị, thấy không. Thôi em cầu mai em trúng 1 triệu bọt nha anh chị. Số 2 mà nó nằm ngay số giữa hai số, số 0 á mà nó nè, số 2 nó ngửa lên trên số 0 nó nằm lại ngay chỗ số 2 là em có là 1 triệu bọt nha anh chị, thấy không. Đó, 1 triệu bọt nha anh chị, 2000 mà em được 1 triệu bọt cũng ngon nha anh chị nè. CQ45 nè, nó ở đây CQ45 nha anh chị, cái đây tới ngày 1 tháng 5 2023 mua hết nè, rất là tiếc nha anh chị, em thấy nó tiếc lắm á. Thôi em cầu tà nữa đi biết đâu. Kệ nó, em cũng cầu vừa bón vé số anh chị, mình cũng vừa cầu cho nó vui.
Đấy, để anh chị mình biết cái trao số cò trúng liền đó, trúng em tự chung cho em luôn nha anh chị. Rồi em sẽ cò thêm cái nữa đi, 49 nha anh chị, cò hết luôn hết cho nó rộng rãi ra đi, 002749 à, để cò thử số tóm này, mình số 9 đã đặt nè, 49 nè. Rồi 49 có không, mai hôm vô 47 thôi à, 29 mà ra là 2947, mình là 29 2749, 2947 mà nó là 2749, trời quên à, 2947 mình 2749 đây anh chị thấy không à, mình là 2749 mà nó là 2947, nó ngược. Hôm nay trời xong ông không cho em vô hả chị, số nãy dài đây mà không vào rất là uổng nha. 6 2 6 2 6 4 5 là trúng triệu rồi đó anh chị, 6 số mình chỉ cần trúng 5 số là mình trúng triệu nè, 1 2 3 4 5 6, có số 0 này mình không có tính nha anh chị, mình chỉ tính 5 số thôi, số 0 không tính. Đó, cái hàng không nó để hàng không kệ nha anh chị. Ủa tiếc quá, thôi cò không tạ nữa đi, biết đâu vô số. Tóm 9. Rồi tóm 9 nha anh chị. Tóm 9 có không? Rồi, số 9 nữa. Số 9 nữa tiếc thiệt á nha. 9 có nè. Cò hết luôn đi. 012489. Rồi em cò thêm nha anh chị, cò cho khoảng 5 tài đi là mình dừng video nha anh chị. Tiếp tục đi, 67 này, coi 67, 66667 nha anh chị, 67 nè. Số cò cũng không có dễ anh chị, xém vô thôi chứ không có phải dễ đâu à. 67 không có luôn, không có 67 nha anh chị. 60 có, 75 này có hả, 67 không có, rồi bỏ luôn, quăng bay luôn. Cò tiếp tục nha anh chị, em cò là 4 tờ nè, xem trúng được cái dây nhì là 10 triệu mà à, 1 triệu xin lỗi, 1 triệu như vậy, giá ba là 500.000, thâu cò luôn nha anh chị, có gì cò luôn đi. Số 40 hả, số 40 cò kẻ nó đi, biết đâu nó vô không, kẻ nó ôi mình ra yeah. Mình là 04 mà nó là 40 nha anh chị, 04 mà nó là 40. Để coi con số 40 này nữa không, 04 tiếp tục à, 5 04 05 04, số 40 không có. Rồi thôi em còn 5 tà thôi à, còn 5 tà nha anh chị. Để mình nói vậy cho mình cũng kiếm vận may, biết đâu mai không vô 1 triệu cũng đỡ nha anh chị. Rồi, thôi em quay video đến đây, em xin tạm dừng nha anh chị. Đó, cò 5 tờ. Đó, 5 tờ mắc 10.000, 1 tờ 2.000 nha anh chị. 5 tờ 10.000. Đó, quay video cho anh chị mình xem. Đó, thứ hai nữa là biết đâu nó vô cũng được, phải không? Rồi, rất là tiếc cái con số hồi nãy. Rồi, video đến đây em cũng xin tạm dừng nha anh chị. Đó. Em xin chúc mừng anh chị phát lộc phát tài, may mắn ngày mai mua vé số ở nơi quý vị ở, hoặc là mua trên kênh của em nha anh chị, ở các bạn Zalo anh chị mua nha. Rồi em xin tạm dừng cái video ở đây nha anh chị. Anh chị nào mình mua số đó từ nãy giờ em đưa lên, anh chị thích số nào mua nha. Rồi. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị, chúc anh chị của bóp mình ngủ ngon nha. Ngày mai chúng ta là ngủ ngon có sức khỏe sáng suốt, tìm cho mình tài vé số nha anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị của bóp luôn nha.